Sao ạ? Sao vậy? Khó chịu lắm hả? Bị hóc xương hả? Sao vậy? Khó chịu. Đâu rồi, đây chú, đây chú, đây chú, đây chú. Để chú chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu. Chờ xíu, chờ xíu. Đây. Từ từ từ. Đó chưa, đó chưa. Đây là, đây là một cái mẹo cực hay trong cái móc xương. Nếu mà các bạn nào mà mình nhất là nhà có con nhỏ hay bị hóc hóc xương á, mà nó đau khó chịu mà để nó cào nữa mà nó lọt xuống lỗ mô tử á, chúng ta hãy dùng, mà chúng ta ông bà hay nói là ngược, cái gì ngược cũng được. Một là chúng ta lấy cái đũa ngược, hay là đũa ngược chúng ta đặt trên đầu khoảng 5 phút sau, tự nhiên là hóc xương nó sẽ hết. Giống như thằng Tèo đang đau rất đau dữ dội nè, nó dội vật vã luôn mà tôi đang để nó đang hết từ từ nè. Hoặc là ai hay nói là quay người qua sau, thấy một thứ gì ngoài đó bút bóc ăn đại cũng hết được. Đây là một cái mẹo hóc xương. Sao khó chịu lắm hả? Đỡ chưa? Còn hóc xương không? Hóc xương nó đau mà nó khóc luôn, đâu phải là giỡn đâu. Đỡ chưa, đỡ chưa? Bữa sau ăn cá ăn nhặt xương lên, cái nghĩ sao bị xương bự vậy mà sao mà bỏ nó hết nổi được. Đỡ chưa? Con nhỏ này nó ăn cơm cá nè, nó ăn mà không nhặt á, hóc xương mà nó khóc, nó sốc hết cả người luôn. Đỡ chưa, đỡ hóc xương chưa? Khó chịu lắm hả? Đỡ chưa? Hóc xương thôi mà giống như mới từ cõi chết trở về á, mà đi rửa mặt. Các bạn, đây là cái mẹo chị hóc xương rất là hay bạn. Nhưng rất mấy trẻ nhỏ hay ăn cá, các bạn nhớ lật ra hết nha, chứ đừng có để ăn cá mà có ngày hóc xương là lũ mô tử nó chết luôn á. Giống như thằng Tèo hôm nay hen tôi sẵn tôi chỉ bằng cái mẹo luôn. Đỡ nhiều đấy không? Giờ con ngứa họng không? Hết rồi hả? Hết rồi sao mà quấy, hồi nãy rát họng lắm hả? Đây là cái mẹo ngược nha bạn. Các bạn nếu mà các bạn vô tình mà thấy ai đó không phải người lớn, nhưng mà con nít hay mắc xương nhiều hơn, người lớn lâu cũng bị, nhưng các bạn cứ làm đặt một đũa ngược, hay là chiếc muỗng là muỗng ngược nè, các bạn cứ đặt ngược lên, cứ đặt miễn sao là theo chiều ngược của nó, là tự nhiên giống cái mẹo ông bà để lại thôi, tự nhiên là cái mẹo sẽ hết thôi. Giống như thằng Tèo nãy nó đau nó khóc mà chảy máu răng mà để nó khóc luôn đó, mà biết cái cảm giác nó khó chịu thế nào, nhưng mà để trong vòng 5-10 phút là tự nhiên nó trôi đâu không biết. Đây chỉ là cái mẹo của ông bà chỉ lại thôi, tôi chỉ hướng dẫn lại tất cả các bạn biết thôi. Thôi cái này em hóc xương ăn, mỗi bữa sau ăn cá kêu ông nội lấy đồ cá nhặt xương ra, đừng để xương vậy nha. Chưa dạ. Nếu thấy cái mẹo này hay nhớ đăng ký bật chuông nha, để cập nhật các video mới nhất nha. Rồi đi đây ăn cơm cá bị nhặt xương ra.